đây mình bắt đầu cái chương trình livestream chia sẻ 12 bước xác lập mục tiêu năm mới rồi. Năm mới rồi. Chuẩn bị hết năm rồi, chúng ta sang năm mới. Thì để đạt được những mục tiêu trong năm mới thì chúng ta cần phải có mục tiêu. Sáng hôm nay mình livestream rất là sớm cuối tuần. Có lẽ là các bạn đang trên đường đi về quê chuẩn bị cái hạch nghỉ Tết cho trên khắp mọi miền đất nước. Kể cả các bạn đang ở nước ngoài, phần lớn thì bây giờ mọi người cũng đã chào bạn Trần Việt, phần lớn mọi người bây giờ là đã các nước người ta ăn Tết, chào bạn Trương Thị Hồng Anh, người ta ăn Tết dương lịch nhiều lắm rồi, chỉ còn có một vài nước thôi là ăn Tết âm lịch thôi. Nên các bạn mà ở nước ngoài thì các bạn cũng đang chuẩn bị cái hạch cho ăn Tết rồi, mấy ngày này là mấy ngày này như lễ hội rồi. Thì sáng nay mình có tích một câu đúng không? Bạn nào lên Facebook của mình thì các bạn thấy cái câu tích đó. Bạn không dám mơ bởi bạn e sợ. Thứ nhất là e sợ thất bại. Và cái thứ hai, chào bạn Hán Long Vũ, chúng ta chào nhau đi. Sợ thất bại và cái thứ hai là chúng ta sợ bị người khác chỉ trích. Vậy thì chúng ta hãy gạt bỏ những điều đó ra. Và bạn cần mơ để bạn lớn. Chúng ta chỉ có mơ chúng ta mới lớn được. Và thế giới đang cần những người dám ước mơ, chứ thế giới cũng chả cần những người mà cứ sống bình bình, sống cho qua ngày. Thế giới đang cần những người rất ước mơ. Chào bạn Bá Dũng Thái, ok tuyệt vời. Chào bạn Hán Long Vũ, chào bạn Bùi Thị Quý, ok tuyệt vời. Các bạn bên kênh YouTube cũng vậy, các bạn giới thiệu về các bạn để mình thấy, mình chào các bạn. Các bạn chào mình. 12 bước thiết lập mục tiêu là vô cùng quan trọng trong những ngày cuối năm này. Chúng ta cần có cho chúng ta một cái bức tranh. Chúng ta cần có cho chúng ta một cái bức tranh. Vì cái bức tranh đó nó sẽ lớn mạnh, nó sẽ lớn dần. Khi gì ạ? Khi bạn định hình ngay những ngày đầu năm này, bạn có cho mình một cái góc nhìn của cả năm 2018 và cần cho mình có một cái bức tranh của năm 2019. Cái điều này là cái điều mà cái mục tiêu nó làm cho bạn hướng về phía trước. Chào bạn Nguyễn Hoàng Trương, nó làm cho bạn chạy về phía trước, nó làm cho các bạn đi. Nó làm cho bạn không có bị cản đường, không có bị vướng bởi những cái ổ gà, ổ chuột, không có bị e sợ, không có bị những người khác làm cho bạn bị dừng lại. Cái đó là cái lý do mà chúng ta cần phải có mục tiêu. Chào bạn Tính Nguyễn, chào bạn Phong Hoàng, chào bạn Sĩ Phú ở bên kênh YouTube. Tuyệt vời, kênh YouTube càng ngày càng nhiều người xem luôn rồi. Chào bạn Thanh Hùng, chào bạn Hùng Phi, chào bạn Văn Dương, chào bạn Tiến Dũng. Ok, tuyệt vời. Cảm ơn bạn Hồng Anh nhiều nha. Bạn rất là tình cảm. Vâng, vậy thì 12 bước xác lập mục tiêu thì ở đây mình muốn nói với các bạn. Cái thứ nhất là chúng ta xác lập mục tiêu cá nhân trước, rồi sau đó chúng ta mới xác lập mục tiêu trong kinh doanh. Phần lớn mọi người là họ tập trung vào là họ làm mục tiêu kinh doanh trước và họ quên mục tiêu cá nhân. Tuy nhiên chúng ta phải nhận ra một điều rằng là mục tiêu cá nhân là mục tiêu vô cùng quan trọng. Mục tiêu cá nhân nó điều khiển được mục tiêu kinh doanh. Bởi vì kinh doanh nó là một phần của mục tiêu cá nhân thôi, một phần của cái người boss, của người chủ đó. Bạn nào mà làm công ty, bạn nào đang là boss của một doanh nghiệp nào đó thì các bạn sẽ biết rằng là chẳng qua cái công ty là một cái công cụ để chúng ta thực hiện cái mục tiêu cá nhân của chúng ta thôi. Nên phần lớn là mọi người, nên là cái đây là cái điểm mà mình lưu ý ngay vô liền. Phần lớn mọi người là đi vào là đặt mục tiêu công ty liền, doanh số bao nhiêu mà họ quên mất cái mục tiêu cá nhân. Chào bạn Hữu Luyện, chào bạn Thanh Đức, chào bạn Mẫu Đơn, chào bạn Văn Đức Nguyễn. Nó là các bạn ghi xuống, nếu mà được thì các bạn cần có kêu sổ tay đằng trước mặt, cần có cái cây viết và các bạn ghi xuống, hoặc là các bạn tóm tắt ngay trên cái trang này luôn, trên cái comment luôn, để các bạn nhớ, các bạn chốt được. Vậy thì chúng ta phải thiết lập cái mục tiêu cá nhân trước, rồi chúng ta thiết lập cái mục tiêu công ty để nó phù hợp với cái mục tiêu cá nhân này. Thì để xác lập mục tiêu thì chúng ta có 12 bước. Hôm nay mình nói nhanh tại vì chút xíu nữa là mình phải có lớp rồi. Mình có cái lớp làm chủ doanh nghiệp khóa 158 trong 2 ngày của tuần thứ 7 và chủ nhật.
Vậy thì bước 1 các bạn ghi vô, bước 1 là xác định điều, xác định chính xác mà điều bạn muốn. Thật sự là bạn muốn trong từng lĩnh vực chủ yếu trong cuộc đời bạn, bạn muốn cái gì? Bạn phải xác định được chính xác điều bạn muốn. Thì năm 2019 này, bạn muốn lập được mục tiêu năm 2019 này thì bạn chỉ cần xác định được 3 điều mà bạn muốn thôi. Cũng có thể là 4 điều, cũng có thể là 5 điều, cũng có thể là 6 điều. Cũng có thể là 12 điều. Tuy nhiên, bạn chỉ cần làm được gì ạ? Bạn làm được 3 điều thôi là bạn đã tuyệt vời rồi. Bạn đã tuyệt vời rồi. Mình mỗi năm mình lên kế hoạch mình thực hiện đúng 3 điều đó. Năm nay 3 điều, năm sau 3 điều, năm 2021 3 điều, năm 2022 3 điều, 10 năm là bạn được 30 điều là cuộc đời bạn rất là tuyệt vời rồi. Không cần nhiều. Có nhiều người tham quá, làm tới 10 mục tiêu trong một năm nhưng mà rốt cuộc rồi không không cái gì nó đạt được, nó dở dở gian gian. Mỗi năm bạn làm được 3 điều thôi là bạn đã tuyệt vời rồi. Vậy thì 3 điều mà bạn muốn cho năm 2019 nó là cái gì? Bạn ghi ra, hãy xác định chính xác cái điều bạn muốn. Có những người họ xác lập mục tiêu nhưng mà họ tưởng đó là mục tiêu nhưng mà không phải là mục tiêu, nó giống như là ước mơ. Nó giống như là triết lý sống chứ không phải là mục tiêu. Mình muốn các bạn phải phân biệt ra, mục tiêu là nó phải rõ ràng, nó phải cụ thể, nó phải có con số, nó phải có ngày giờ thì như vậy mới được gọi là mục tiêu. Còn những người họ xác lập mục tiêu, họ tưởng đó là mục tiêu nhưng mà thực sự đó đang là ước mơ, hoặc là cái đó đang là triết lý sống của họ, triết lý sống. Mình ví dụ để cho các bạn thấy như thế nào. Ví dụ có một bạn này, ngày hôm qua này bạn nói ba mục tiêu của bạn này. Ba điều trong năm 2019 mà em phải làm, thứ nhất là thu nhập mỗi tháng từ 50 đến 200 triệu. Cái này nó em ngắm luôn thầy ơi. Ok, cái này nó không phải là cái này được gọi là mục tiêu, mà mục tiêu này không chính xác. Bởi vì bạn thu nhập từ 50 cho tới 200 triệu nó thể hiện là bạn chưa đủ tự tin. Mà các bạn nên nhớ, cái giây phút chúng ta đặt mục tiêu là chúng ta phải rất là tự tin. Còn nếu cái giây phút mà chúng ta đặt mục tiêu mà chúng ta nghi có thể là không được. Cái đó là để bước 2, bước 3, bước 4 các bạn. Ngay cái giây phút mà chúng ta đặt mục tiêu, chào bạn Ngọc My, là chúng ta phải cực kỳ tự tin. Phải rất là tin mà làm được cái việc đó. Còn mình thiếu nguồn lực. Chào bạn Tân, Tân Sài Gòn. Còn bạn thiếu nguồn lực, bạn thiếu kinh phí tài chính, những bước sau, lúc đó chúng ta tính sau. Còn ngay cái thời điểm mà thiết lập mục tiêu là phải cực kỳ tự tin và tự tin mình làm được cái việc đó. Bạn Tân tuyệt vời. Các bạn nào mà xem livestream thì các bạn like đi. Like, trước tiên là các bạn like, thứ hai là các bạn comment, thứ ba là các bạn share ra khi mà các bạn về, các bạn xem đi xem lại cái kênh này, cái kênh YouTube này. Cái thứ hai nữa là người khác xem, và khi người khác họ xem thì họ sẽ hiểu ra được và họ quý các bạn, bởi vì bạn là người gieo. Nhớ bấm like đi các bạn, hoặc bấm share nữa. Ok. Nên là các bạn hình dung chưa? Nghĩa là chúng ta phải ghi được chính xác là năm 2019 chúng ta thu nhập 50 triệu hay là 100 triệu hay là 200 triệu. Và chúng ta phải tin, chứ chúng ta không có để một cái trải dài như vậy. Đó, các bạn hình dung chưa? Hoặc là một bạn khác, để mình nốt ra những cái điều mà để nhiều lúc các bạn đặt không biết, là các bạn cứ đặt chung chung là không được. Hoặc là một cái bạn khác bạn đặt mục tiêu nó như vậy nè. Ba điều của em trong năm 2019 là thích xem livestream thầy nhưng thầy hay ngắt gián đoạn để xem, để chào từng người, khó tập trung quá. Ok, phải thích nghi thôi bạn Trang ơi, Trang Võ ơi. Mỗi người sẽ có một cái phong cách, và mình tham gia thì mình phải thích nghi thôi bạn Trang nhé. Chứ không có ai mà làm vừa ý mình được hết, không ai làm vừa ý mình được hết. Mình còn chưa chắc vừa được ý mình. Nên là cuộc sống là chúng ta phải thích nghi, chứ đừng có mong người khác làm vừa ý mình. Ví dụ ha, có bạn chứ bạn đặt mục tiêu nhưng mà nói như vậy nè, hôm qua mình ghi nè. Điều thứ nhất là sống có trí tuệ và dạy cho các con theo nhân lễ nghĩa trí tín giúp đỡ mọi người. Cái này đang là cái triết lý sống, chứ cái này nó không được gọi là mục tiêu. Đó, vừa rồi bạn đặt mục tiêu, một bạn mà đặt cái này được gọi là cái triết lý sống, cái triết lý cuộc sống, cái này không được gọi là mục tiêu. Hoặc là bạn nói là
Mục tiêu thứ hai là chăm sóc xây dựng các mối quan hệ trong gia đình để tốt hơn và yêu thương. Cái này đang được gọi là triết lý sống, nó không được gọi là mục tiêu. Chào bạn Rondo ha, chào bạn Rondo. Ok, cái tiếp theo nữa là bạn nói là chuẩn chỉnh lại các công việc kinh doanh để phù hợp với các luật, luật pháp, luật tự nhiên, luật lương tâm, luật nhân quả. Ok, cái này được gọi là triết lý sống. Các bạn hình dung chưa? Cái này không được gọi là mục tiêu. Mục tiêu là nó phải rõ ràng, cụ thể ra con số. Các bạn nhận ra điều này này chưa? Nó là cái bước đầu tiên chúng ta xác lập mục tiêu là hồi nãy giờ mình nói rất là rõ ràng chỗ này để các bạn nhận ra được cái điều này. Bạn nhỏ ra được điều này. Ok chưa? Căng nặng làm mục tiêu được không tại năm ngoái mình cũng nhớ chương đặt ra mục tiêu là giảm cân, năm nay cũng vậy chương chứ ha, vui ha. Vậy thì cái lúc mà bạn đặt mục tiêu, bạn phải hình dung rằng là bạn đang có đủ thời gian. Cái mình đang nói bước số 1 á, chào bạn Trung Lục nha. Chào bạn Hữu Luyện nha. Cái lúc mà đặt mục tiêu, bạn phải hình dung là bạn đang có đủ thời gian. Bạn đang có đủ gì ạ? Đủ tài chính, bạn đang có đủ bạn bè, bạn có đủ kiến thức, bạn đang có đủ kinh nghiệm. Bạn hình dung bạn đang có đủ tất cả. Chứ đừng có ngồi đặt mục tiêu mà suy nghĩ rằng mình sợ rằng là mình không có cái A, mình không có cái B, mình không có cái C. Ngay cái thời điểm đặt mục tiêu là phải rất là tự tin và phải tin rằng mình làm được cái điều đó. Bạn nhận ra điều này chưa? Phải tin rằng mình làm được cái điều đó. Tức là không có một cái gì nó giới hạn bản thân mình lại hết. Bạn nên nhớ cái chỗ này nha, ghi vô. Là tôi tin rằng tôi có đầy đủ một lần để tôi đạt được cái mục tiêu này. Đó là cái bước số 1. Bây giờ các bạn nắm được bước số 1 chưa? Các bạn nốt ra những điều bước số 1 chưa? Chào bạn Nguyễn Thế Vinh. Ok. Bên kênh YouTube thấy các bạn ít chào mình quá. Các bạn comment đi nha. Bên kênh YouTube rồi. Vậy thì cái mục tiêu thứ nhất là thu nhập của bạn năm nay là được bao nhiêu? Ví dụ vậy, các bạn phải liệt ra thu nhập của bạn mỗi một tháng là bao nhiêu và mỗi một năm là bao nhiêu. Thứ hai là gia đình chúng ta như thế nào. Thứ ba là sức khỏe chúng ta như thế nào. Thứ tư là tài sản chúng ta như thế nào. Đó là những cái mục tiêu mà các bạn cần phải đạt được. Ok chưa các bạn ơi? Chào bạn Duy Thanh. Chào bạn Sĩ Phú. Rồi, cái số 2, bước số 2. Bạn Nguyễn Văn Đoàn tuyệt vời. Bước số 2. Bước số 2 là chúng ta phải viết nó ra. Phải viết nó ra giấy. Nên là các bạn đặt mục tiêu, các bạn cần phải có cái quyển sổ, cái tờ giấy. Bạn viết nó ra. Nên nhớ là viết nó ra. Phần lớn là mọi người là họ không có viết nó ra. Nhưng mà sau cái này thì các bạn cũng phải kinh nghiệm rằng là làm bất kỳ cái gì chúng ta cũng phải viết nó ra. Phải viết nó ra. Đừng cứ để nó ở trong đầu. Đừng cứ để giữ nó ở trong đầu. Cái viết nó ra, chúng ta nghĩ trong đầu là khác. Mà chúng ta khi mà chúng ta viết nó ra, chúng ta dùng cái viết mà chúng ta viết nó ra, thì cái điều đó nó có nghĩa là gì ạ? Nghĩa là bạn đang chuyển suy nghĩ sang gì ạ? Sang hành động. Cái năng lượng của bạn nó đã chuyển đổi qua hành động là bằng hành động gì? Viết nó ra. Bạn hình dung chưa? Đừng cứ để nó trong đầu. Nhiều người cũng đặt mục tiêu mà họ hay để nó ở trong đầu. Họ để nó nằm trong đầu nên là nó khó chuyển đổi lắm. Nhưng mà từ cái suy nghĩ mà bạn dám viết nó ra thì tự nhiên cái năng lượng bạn chuyển đổi ra và tự nhiên nó làm cho bạn tạo ra cái moment hành động. Bạn Tiến Dũng comment xuống tuyệt vời đó. Bên YouTube cũng vậy. Bạn Trương Thị Hồng Anh. Các bạn nhận ra điều này chưa? Nên là cái cách đặt mục tiêu là hãy viết nó ra một cách rất là cụ thể, vô cùng cụ thể. Viết nó ra vậy, nhớ vậy. Và mình kể bạn một cái câu chuyện này, nó quan trọng lắm, nó quan trọng. Cái câu chuyện này nó xảy ra ở Đại học Harvard. Cách đây hơn 10 năm trước, người ta có một cái cuộc nghiên cứu. Người ta nghiên cứu của một nhóm sinh viên của người ta. Bên Mỹ thì nó có hay, nó làm gì, nó cũng có số liệu, nó cũng nghiên cứu á. Nó không có tự nghĩ. Thì họ như thế nào Họ... họ điều tra trên một nhóm 100 sinh viên của cái trường của họ. Chào bạn Phạm Đình Khoa. Ở cái trường của họ. Và
Họ yêu cầu mọi người hãy họ ra một cái bài tập rất là đơn giản thôi, là yêu cầu mọi người hãy xác lập mục tiêu khi ra trường nó như thế nào. Một cái bài tập rất là đơn giản, họ làm một 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 cái khảo sát như vậy thôi. Thì sau 10 năm sau đó họ mời 100 sinh viên đó ra lại về lại trường để họp và bắt đầu họ hỏi, thì rất là bất ngờ rằng là phần lớn trong số đó đó hơn 50% số đó là gần như là không đạt được mục tiêu họ đề ra, không có đạt được mục tiêu khi mà họ đề ra khi mà họ ra trường. Khoảng 30% còn lại thì họ cũng đạt được những cái mục tiêu nhẹ nhàng thôi. Chào bạn Phạm Yến Nhi, chào bạn Nguyễn Đình Khoa. Và khoảng một số nữa thì họ đạt được mục tiêu hơn kỳ vọng, nhưng có được 3% 3 người đạt mục tiêu cao hơn kỳ vọng, rất cao. Thì một điều rất là tuyệt vời là sau đó người ta mới lục lại những cái hồ sơ cũ, người ta tìm hiểu, người ta xem lại, thì người ta phát hiện ra một điều vô cùng tuyệt vời là ba cái người mà đạt được mục tiêu cao nhất đó, vượt qua ngoài sự mong đợi đó, đó là những người đó hồi làm bài tập đó họ ghi ra mục tiêu rất là chi tiết, họ vẽ ra, họ hình dung rất là kỹ lưỡng. Vậy thì người ta kết luận rằng là phần lớn mọi người họ không đạt được những mục tiêu trong cuộc sống bởi vì họ không có chịu viết, họ không có chịu ghi ra, họ không có chịu gì họ không có chịu làm một cái kế hoạch rõ ràng đó, họ hình dung một cái bức tranh. Và nếu các bạn theo dõi livestream này và các bạn chịu cảm nghiệm thì rõ ràng bạn cũng cảm nghiệm ra điều đó. Các bạn có chịu vẽ ra cho mình một cái bức tranh rất là rõ ràng chưa? Hay là bạn cứ suy nghĩ trong đầu rồi bạn để nó chung chung? Nó là chào bạn Duy Thanh nhiều. Nó là cái một cái mục tiêu rất là tuyệt vời ở đây là các bạn phải ghi nó ra, ghi nó rõ ràng ra. Các bạn nắm được bước số 2 chưa? Nếu các bạn mà nào mà thấy những cái điều mình chia sẻ bước 1, bước 2 là hữu ích thì các bạn ngồi comment xuống, các bạn nói rất là hữu ích. Bạn nào mà thấy nó tuyệt vời nữa thì các bạn hãy like đi. Like cái kênh của mình, rồi các bạn comment, rồi các bạn chia sẻ nó về nhà nhé. Để các bạn lưu lại, các bạn nhớ sang năm các bạn còn xem nữa chứ không phải năm nay đâu. Sang năm Facebook nó nhắc nhớ lại. Vâng. Bước 3. Bước 3 là bước xác lập cho mình một cái thời gian cụ thể để chúng ta đạt được mục tiêu đó. Đây là một cái bí mật, là sức mạnh của xác lập một mục tiêu. Mục tiêu là phải đi liền với thời gian cụ thể. Mục tiêu mà không đi liền với thời gian cụ thể thì cái đó được gọi là ước mơ. Cái đó được gọi là ước mơ, cái đó không được gọi là mục tiêu. Mục tiêu là nó phải có ngày giờ để đạt được. Và cái tiềm thức con người chúng ta nó hay lắm. Cái tiềm thức con người chúng ta nó hay lắm các bạn. Bạn Mẫu Đơn tuyệt vời. Bạn Jessica. Cảm ơn em. Cái tiềm thức con người nó hay lắm. Khi mà bạn ghi ra, ngày giờ cụ thể thì cái việc gì cái tiềm thức nó bắt con người chúng ta phải làm được. Các bạn để ý đi, các bạn có để ý trong cuộc sống của bạn mà khi mà bạn nói là đúng ngày giờ đó bạn làm cái việc gì đó thì tự nhiên cái con người chúng ta nó thôi thúc chúng ta phải làm cái việc đó, phải làm nó cụ thể. Nó là ghi cái ngày giờ nó hay lắm. Ví dụ như là ở Bikini này mình đặt ra mục tiêu là tháng 5 năm 2019 thì mình sẽ dẫn nguyên đoàn đi Singapore. Thì tự nhiên nó như thế nào thì tự nhiên là bây giờ nó thôi thúc mình làm những cái công việc liên tiếp để mình mới ra được một mục tiêu. Ok chưa? Hoặc là các bạn thấy mình cầm ở trên tay cái quyển sách bán hàng online ngay nè, là mình đặt mục tiêu là trong năm 2019 trong năm 2018 này là phải ra được cái quyển sách này. Thì các bạn thấy không, mới ngày hôm qua tôi sách về tới văn phòng. Ngày hôm qua là ngày mấy? Ngày 27, ngày 28 đúng không? Ngày 28, tức là vừa xích những cái ngày cuối năm. Thì mình đặt mục tiêu là năm 20, cuối năm 2018 là sách này phải xong, phải ra. Các bạn thấy nó hay lắm. Cái con người chúng ta mà đặt mục tiêu mà chúng ta ghi thời gian cụ thể thì cái tiềm thức nó bắt chúng ta phải làm cho bằng được. Nó là mục tiêu là phải có thời gian cụ thể. Và chính cái thời gian cụ thể nó, cái tiềm thức nó có cái cơ chế nó bắt buộc chúng ta phải thực hiện điều đó. Và thực hiện điều đó một cách rất là vô thức ở ngay trong cái tiềm thức của chúng ta.
nó là cái tiềm thức nó ép chúng ta phải đạt được cái mục tiêu đó. Nó là các bạn phải ghi nó ra, đi liền với cái thang cụ thể, ok à? Và nếu cái mục tiêu bạn lớn quá, bạn bự quá, có nhiều người đặt mục tiêu bự quá, nó ngoài cái năng lực của chúng ta, thì bạn phải chia nhỏ ra, chia nhỏ nó ra thì chúng ta mới dễ đạt được. Hãy chia nhỏ cái mục tiêu ra thì chúng ta sẽ dễ dàng đạt được. Hình dung chưa? Còn mà nếu mà chúng ta mà để cái mục tiêu nó bự quá thì tiềm thức nó ép chúng ta muốn nó nhưng mà chúng ta không thể đạt được, bởi vì nó ngoài cái năng lực của chúng ta. Nên là bạn nào mà đặt mục tiêu quá lớn thì hãy chia nhỏ nó ra, đơn giản nó như vậy thôi, không có gì phải là phức tạp. Rồi giống như cái con gà, chúng ta nhìn một cái con gà rất là bự như vậy này, chúng ta không thể ăn hết, thì nghệ thuật là chúng ta chia nhỏ nó ra, chúng ta chia nhỏ cái cánh thôi, chia nhỏ cái đuôi thôi các bạn, hiểu chưa? Rồi chúng ta cứ ngồi chúng ta gặm lần, cứ một lúc chúng ta gặm hết con gà luôn mà chúng ta không có biết là chúng ta đã ăn hết con gà rồi, các bạn đâu hiểu không? Nó là nếu mà cái mục tiêu nó bự quá thì chúng ta chia nhỏ nó ra giống như cái con gà vậy, chúng ta cắt nhỏ nó ra thì chúng ta sẽ đạt được nó rất là dễ dàng, ok chưa? Nó là các bạn cần phải nắm rõ cái bước số 3 này. Vậy thì các bạn thấy cái bước số 3 tuyệt vời không ạ? Tuyệt vời thì các bạn tuyệt vời. Và hồi nãy giờ các bạn đã học được những cái gì qua cái việc thiết lập mục tiêu này thì các bạn comment xuống đi. Các bạn đã học được cái gì qua những cái bước thiết lập mục tiêu này, và hãy chia sẻ với những người xung quanh mình, những người bạn bè của mình, họ như thế nào ạ? Bạn Tiến Dũng nói tới cái từ bó đũa tuyệt vời, đúng rồi, chúng ta không thể bẻ gãy cả cái bó đũa thì chúng ta lấy ra từng cái cây đũa mà chúng ta bẻ, hình dung chưa? Tuyệt vời. Các bạn hình dung chưa? Rồi phải, các bạn phải làm hôm nay, làm xong là các bạn phải là xem tiêu đề trong sách là em mê quá thầy ơi, đúng rồi. Tối hôm qua đi học Bbot, có bạn tài sốt đó, cầm cái quyển bán hàng online lên đọc mất cái 2-3 bài, các bạn nói quá hay và bạn sở hữu ngay. Thì ngay buổi tối hôm qua là mình đã đi hết hơn 100 cuốn rồi. Các bạn thấy tuyệt vời không? Khi mà nó có giá trị thì chúng ta phải sở hữu nó ngay, còn không sở hữu là chúng ta đang lãng phí đi cái cơ hội và cái tài nguyên của mình. Tiếp tục cái bước thứ tư, đó là chúng ta xác định những cái trở ngại. Những cái trở ngại, vậy thì có những cái trở ngại nào nó làm cho chúng ta không đạt được mục tiêu, những cái trở ngại nào? Hình dung ra điều này chưa? Con người của chúng ta thì nó luôn tồn tại những cái trở ngại. Chào bạn Lê Nguyễn, chào bạn Linh Nguyễn. Cái con người của chúng ta nó luôn tồn tại những cái trở ngại mà do chúng ta tự hình dung, do chúng ta e sợ, do chúng ta sợ sệt, tuyệt vời bạn Tuấn Vũ ơi, chúng ta sợ sệt, chúng ta lo lắng, chúng ta cứ đánh giá mình thấp, chúng ta không tự tin vào chính mình, .. rất là nhiều những cái lý do, những cái trở ngại. Thì các bạn hãy ghi nó ra, hãy ghi những trở ngại, những lý do đó ra. Nếu chúng ta không có tiền thì chúng ta phải, thầy chỉ cho em cái cách mua, em comment số điện thoại, em inbox cho mình số điện thoại thì sách giao về đến nhà. Đăng ký mua sách như thế nào? Em mua quyển bán hàng online ngay. Các bạn nào mua sách thì cứ comment số điện thoại xuống, chứ thiếu sách sẽ giao về nhà các bạn, trên khắp mọi miền đất nước luôn. Thì nói như thế nào? Thì cứ e ngại. Nếu các bạn thấy rằng là mình không đủ tài chánh để ghi ra thì các bạn cứ ghi ra. Nếu các bạn thấy là bạn chưa đủ kinh nghiệm thì các bạn cứ ghi ra, ok chưa? Cái gì mà chúng ta cảm giác rằng mà chúng ta không đạt được mục tiêu thì chúng ta cứ việc ghi ra, không thành vấn đề. Rất là đơn giản, cứ ghi nó ra. E ngại cái gì thì ghi nó ra. Mình cứ kiểm soát cái đầu của mình cái việc A, việc B, việc C. Chào bạn Missy Thanh Hương, chào bạn nhà may Tố Loan. Cái gì e ngại là cứ ghi ra. Chào bạn Minh Hoàng. E ngại là các bạn cứ ghi ra nha. Các bạn hình dung chưa? Mình ghi ra và bắt đầu mình cảm nghiệm ra, cái đây có thực sự là, có phải cái điều nó cản trở ta không ta? Và tự hỏi vậy. Hay là do chúng ta lười biếng, hay là do chúng ta nhút nhát, hay là do chúng ta yếu kỹ năng, hay là do chúng ta không chịu hành động, .. Chúng ta ghi nó ra và chúng ta phải cảm nhận được cái điều này. Càng ghi thì chúng ta càng cảm nhận được.
Ok bạn Hoàng Gia Trang nhé. Càng ghi thì các bạn càng càng nhận nhận được, cứ ghi nó ra. Và khi ghi nó ra thì mọi người chào bạn Hoàng Hải nha, bên kênh YouTube. Khi ghi càng ghi nó ra thì mọi người mới càng cảm nhận được, ok chưa? Sách thì mua thôi em ơi, hỏi giá gì đâu. Thích thì mua thôi em. Các bạn hình dung ra điều này chưa? Nó thì phần lớn đó là người ta phát hiện ra là 80% những cái lý do đó nó như thế nào à, nó cản đường chúng ta là phần nhiều là do những cái lý giống ở phía bên trong của chúng ta, phần nhiều là do những cái lý giống đó. Những cái lý do mà chúng ta tự bịa ra, những lý do mà chúng ta tự suy nghĩ, những lý do rất là nhiều, những lý do mà phần lớn là do chúng ta tự bịa ra. Ý ở đây mình muốn nói vậy. Nó là các bạn hãy ghi ra và làm cho nó rất là nghiêm nghiêm túc vào. Hồi nãy giờ không biết các bạn có ghi chép cẩn thận không? Đó là cái bước số 4 để giúp chúng ta đạt được mục tiêu. Mình phải ghi nhanh để mình còn lên lên lớp nữa các bạn, chút xíu mình đã lên lớp rồi. Bước số 5. Bước số 5 là các bạn phải xác định là kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm, mối quan hệ, cách chúng ta kỷ luật chấm 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 nào để chúng ta đạt được mục tiêu đó. Tức là chúng ta cần những cái kiến thức nào, chúng ta cần những kỹ năng nào, chúng ta cần những cái kinh nghiệm nào, chúng ta cần phải kỷ luật mình như thế nào, chúng ta cần phải những cái mối quan hệ nào, chúng ta cần những gì à, cần những cái nguồn lực nào để giúp cho chúng ta đạt được mục tiêu. Các bạn có nhận ra điều này chưa? Các bạn ghi ghi ra hết hết đi. Vậy thì cái kiến thức nào mình đang thiếu, cái kỹ năng nào mình đang thiếu, cái kinh nghiệm nào mình đang thiếu, cái nguồn lực nào mình đang thiếu, nó làm cho mình không đạt được mục tiêu. Bạn hãy ghi rõ ràng nó ra. Các bạn có đồng ý với mình rằng là chúng ta đang thiếu kiến thức gì đó, chúng ta đang thiếu kỹ năng gì đó, nó làm cho chúng ta không làm được việc đó mà. Chắc chắn rồi. Bây giờ ví dụ đi, các bạn muốn viết ra cái quyển sách online này mà bạn đang thiếu kiến thức về online, bạn đang không bạn đang thiếu cái kỹ năng viết ra cái quyển sách này, thì rõ ràng làm sao mà bạn viết ra được cái quyển sách này, bạn đổi không ạ? Vậy cái chúng ta đang thiếu là thiếu kiến thức và thiếu gì, kỹ năng, thiếu những cái kinh nghiệm. Và bạn có đồng ý với mình rằng là lâu nay do bạn đang thiếu những cái việc đó và nó làm cho bạn không phát triển không ạ? Chắc chắn rồi, chắc chắn, điều này là chắc chắn. Bạn muốn lái xe nhưng mà bạn đang thiếu kiến thức về lái xe, bạn thiếu những kỹ năng về lái xe, thiếu những kinh nghiệm về lái xe, thì bạn đâu có ôm cái lái xe bạn lái được đâu, đúng không? Đây là điều chắc chắn. Chào bạn Trang Đình Bảo Khang. Nó là một cái có đó, đó là cái kiến thức nào, cái kỹ năng nào, cái kinh nghiệm nào nó đang giới hạn bạn. Một cái câu hỏi đặt ra nó là như vậy á. Chào bạn Phước Liêm Châu. Các bạn nhận ra thì chúng ta phải ghi nó ra. Và lúc đó chúng ta mới thấy ra được những trở ngại, những cái điểm yếu của chúng ta, và chúng ta lên cái hướng để chúng ta khắc phục. Nên ngày hôm nay là những ngày cuối năm, là những ngày cuối tuần, các bạn hãy dành thời gian để bạn làm rõ ràng ra cái việc này. Vậy là vừa rồi mình đã nói với bạn qua 5 bước rồi đúng không? Nhưng câu hỏi là chúng ta đang thiếu kỹ năng kiến thức gì? Dù bạn gì à, dù bạn có giỏi giang đến đâu mà bạn thiếu những kỹ năng kiến thức đó thì bạn không thể làm được cái việc đó, bạn đâu biết không ạ? Chắc chắn rồi. Rồi bước số 6. Bước số 6 là xác định ai là người có thể giúp ta, hoặc là cái mối quan hệ nào có thể giúp ta đạt được mục tiêu. Chào bạn Trải, chính xác thầy à, ý nghĩa quá, cảm ơn bạn. Ok, chào bạn Trần Đình Bảo Khang. Em đọc hết hai quyển sách của thầy rồi, năm nay em học lớp 7. Tuyệt vời. Các bạn thấy bạn Trần Đình Bảo Khang năm nay mới học hết lớp 7, đọc hết hai quyển sách của mình rồi. Cái quyển Bán Hàng Online mới ra em đọc luôn đi em. Tuyệt tuyệt vời, tuyệt vời. Bạn Khang tuyệt vời quá. Các bạn hình dung ra điều này chưa? Mình phải xác định được cái mối quan hệ nào, cái nguồn lực nào mà họ sẽ giúp ta đạt được mục tiêu. Đó là bước số 6. Vậy thì bạn lên danh sách những người có thể giúp bạn hoàn thiện cái kiến thức, kỹ năng đó, những cái kinh nghiệm đó, người giúp cho chúng ta có kỷ kỷ luật, hãy lên cái danh sách đó. Chào bạn Đức Khánh. Hãy lên danh sách ngay bây giờ. Chúng ta thiếu những mối quan hệ đó,
Chúng ta thiếu những cái kiến thức đó, chúng ta thiếu những cái nguồn lực đó thì chúng ta sẽ không làm được. Các bạn hãy lên danh sách những cái đồng nghiệp nào, những cái người bạn nào, bạn hình dung chưa, những cái người nhân viên nào, những cái người bạn, đối tác nào, chấm 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 chấm, những cái mối quan hệ nào họ đang chứa đựng những cái kinh nghiệm đó, họ đang chứa đựng những kiến thức đó, họ đang chứa đựng những cái kỷ luật, cái cách để họ làm. Những con người đó khi các bạn chơi với họ, các bạn có mối quan hệ với họ thì họ sẽ giúp các bạn đạt được mục tiêu rất là dễ dễ dàng. Thì đó là ai, cái danh sách đó là ai, bạn hãy ghi nó ra, ghi nó rất là cụ thể ra, ok chưa? Thì tự nhiên các bạn sẽ đạt được, nó rất là dễ dễ dàng. Bạn nhận ra đừng đừng có để cái điều đó nó hạn chế mình lại, đừng bao giờ nó như vậy. Vậy là vừa rồi mình chia sẻ bạn tới bước thứ sáu rồi đúng không? Chúng ta có 12 bước và bạn nào ghi chép rõ ràng thì các bạn sẽ ra. Các bạn mình dừng lại vài phút để mình quảng cáo một chút chút xíu, ok chưa? Bạn nào lần đầu tiên biết mình thì mình tên là Nguyễn Thái Duy, mình là người sáng lập Vườn Ươm Doanh Nhân B-Training. Mình thành lập nó năm 2009. Các bạn vào Google gõ btraining.org, đó là cái trang web B-Training Vườn Ươm Doanh Nhân. Mình giới thiệu với bạn đến cái quyển sách đầu, cái quyển sách số 1 của mình đó là quyển sách Vượt Biển Lớn, cái cách đi lên của người khởi nghiệp từ 5 xu. Trong quyển sách này mình sẽ nói cho bạn chính xác cái cách làm sao chúng ta ra khởi nghiệp từ 5 xu, và mình sẽ truyền cảm hứng và động lực cho các bạn. Cái quyển sách này rất là nhiều bạn sở hữu rồi đúng không ạ? Và nó đã truyền cảm hứng cho bạn rất là tuyệt vời. Cái quyển sách thứ hai mình muốn gửi giới thiệu với các bạn là quyển sách Mỗi Ngày Một Chút Thôi. Mình chia sẻ bạn 101 những bài học trong kinh doanh và cuộc sống, và gần như những bạn mà sở hữu cái quyển sách này thì họ đều rằng nó là đây là cái quyển sách gối đầu giường để cho họ điều chỉnh những công việc trong kinh doanh và cuộc sống. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Quyển sách thứ ba của mình là quyển bán hàng online ngay. Cái quyển này thì mới về đúng 5 giờ chiều hôm qua là sách về tới văn phòng, nóng hổi luôn. Và vừa về tới là có hai bạn, có vừa về tới chưa kịp khui thùng ra là có bạn kia tới mua ngay hai cuốn này, và tối hôm qua nó đã đi hết, mua trực tiếp, nó đã đi hết hơn 100 cuốn rồi. Bây giờ họ về mới có 500 cuốn thôi các bạn, và trong ngày hôm nay là chắc là gửi đi hết trên khắp mọi miền đất nước, sách sẽ được đi hết. Nhà nhà sách thì chưa kịp có đâu, nhà sách và trên online thì chưa kịp có, phải mất hết khoảng ít nhất khoảng 2 tháng nữa thì bên nhà sách và các cái kênh online thì chúng ta mới có được. Thì các bạn nào liên hệ văn phòng thì chúng ta sẽ có cái quyển sách này. Cái quyển sách thứ tư của mình là quyển Beyond the Way. Cái quyển này là tiếng Anh, chúng ta bán ở thị trường Amazon và ở nước ngoài. Vậy thì ngay bây giờ mà các bạn nào muốn sở hữu những cái quyển sách này, bạn nào mà mua, bạn nào mà chưa có thì mua một lúc 3 quyển sách luôn. Vượt biển lớn, mỗi ngày một chút thôi, và bán hàng online ngay. Thì giá tổng của nó là 330.000, free ship cho các bạn trên khắp mọi miền đất nước, free ship cho các bạn. Thì các bạn nào mua thì các bạn comment. Có hai cách là các bạn comment số điện thoại này. Cái thứ hai là các bạn lên B-Training, vào cái website B-Training, các bạn đăng ký chat vào cái Facebook đó, thế là xong. Hoặc là các bạn add cái số điện thoại 0937939598, các bạn add Zalo để các bạn đặt mua. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Một phút quảng cáo hết, bây giờ chúng ta lại tiếp tục. Các bạn sẵn sàng tiếp tục vào chương trình chưa? Các bạn tiếp tục thì các bạn nói tiếp tục đi. Hôm nay các bạn sẽ gọi bạn Đức rồi. Tại hôm qua sách nó về trễ quá. Rồi tiếp tục nè. Bước thứ bảy là liệt kê danh sách những việc cần làm. Bước số 7 ghi ra. Chúng ta liệt kê danh sách những việc chúng ta cần phải làm. Chào bạn Trả nha. Ok em. Liệt kê danh sách những việc cần làm. Các bạn ghi ra ha. Liệt kê toàn bộ danh sách những việc chúng ta cần làm ra. Ok, bạn Minh Anh sẽ ký cho bạn luôn. Chúng ta hãy liệt kê. Tức là khi để chúng ta đạt mục tiêu từ bước 1 cho tới bước 6 là thì chúng ta phải liệt kê nó. Liệt kê nó từng bước, từng bước, từng bước. Chào bạn Phan Hữu Thanh. 3 quyển sách là 330.000, free ship cho bạn trên khắp mọi miền đất nước. Cái free ship nó khoảng 50.000 nữa nếu mà ở xa. Free ship cho các bạn, mua 3 quyển thì free ship. Tiếp tục. Chúng ta liệt kê ra những cái trở ngại gì, liệt kê ra những cái công việc thì lập tức các bạn sẽ thấy những cái trở ngại đúng không? Những việc cần làm. Việc cần làm A là gì, việc cần làm B là gì, việc cần làm C là gì, việc cần làm D là gì.
thì tự nhiên các bạn thấy có một lý những cái công việc đó, thì tự nhiên các bạn sẽ nhận ra những việc nào cần làm, những việc nào không cần làm. Chúng ta cứ ghi ra, chúng ta đừng cứ ngồi mà ngồi suy nghĩ rồi thấy rằng là cái gì trong đầu nghĩ là cần làm cứ ghi nó ra, và bạn cứ theo thứ tự bạn ghi ra, thì tự nhiên bạn mới phát hiện, bạn mới phát hiện ra ra được là có những việc là sẽ ưu tiên trước, có những việc là ưu tiên sau. Ý chỗ đây là nên là cứ ghi thứ tự nó ra, đó là cái bước thứ bảy. Bước thứ 8 là chúng ta biến cái danh sách những việc cần làm đó thành cái kế hoạch. Tại vì khi mà bạn bằng một cái kế hoạch, thì khi bạn ghi ra rồi á, thì bạn cứ ghi ngẫu nhiên. Mà bước số 7 là chúng ta cứ ghi ngẫu nhiên vậy. Bước số 8 thì chúng ta như thế nào ạ? Chúng ta biến nó thành một cái bản hạch, mà muốn nó biết nó thành bản hạch thì chúng ta phải có cái ưu tiên và trình tự, đúng không? Và chúng ta nhìn ra một khối lượng là 20 công việc chúng ta cần làm, thì chúng ta mới biết là chúng ta cần ưu tiên cái việc gì trước. Mình ví dụ là các bạn sẽ hình dung. Ví dụ như là các bạn ra cam kết rằng là năm 2019 các bạn cần xây dựng cho mình một cái hệ thống online, một cái doanh nghiệp online. Thì để được xây dựng cái hệ thống online là các bạn cần có gì? Hình thành cho mình một cái trang web chuyên gia, một cái trang web thương hiệu doanh nghiệp, một trang web thương hiệu cá nhân, hình thành cho mình một cái gì ạ? Một cái trang Facebook doanh nghiệp, một kênh YouTube doanh nghiệp, những cái bước tiếp theo là mạng xã hội cộng đồng, bước tiếp theo nữa là hình thành cho mình cái hệ thống gì, email marketing, hệ thống chatbot, hệ thống SMS, hệ thống gì kết nối quản lý CRM, rồi bắt đầu là hoàn thiện các cái kỹ năng về quảng cáo Google, Facebook, Zalo .. các cái kênh quảng cáo năng cao. Tức là vừa rồi mà nói một loạt là nó khoảng 10 đến 12 bước để chúng ta hình thành cho mình một cái doanh nghiệp online. Thì để mà hình thành một doanh nghiệp online là các bạn có những cái công việc gì phải làm và ưu tiên gì. Ưu tiên một là làm cái gì, ưu tiên hai là gì, chứ còn không là nó một đống cái công việc đó chúng ta sẽ không làm được, và chúng ta thấy nó nhiều quá, chúng ta sẽ rối ra là chúng ta sẽ không làm được. Thì cái bước số 8 này là biến những cái công việc mà bước số 7 đó chúng ta thành thứ tự ưu tiên. Giống như các bạn mà đi trong cái chương trình Pivot của mình á, là mình ưu tiên là các bạn phải, bước đầu tiên là các bạn phải chọn làm cái trang chuyên gia trước, trong bao nhiêu tháng thì nó mới xong cái trang đó. Rồi bước thứ hai là bắt đầu xây dựng cái trang thương hiệu cá nhân trước, rồi bao nhiêu tháng nó xong. Rồi bước thứ ba là phải xây dựng cái trang thương hiệu doanh nghiệp. Tức là mình vẽ lộ trình cho các bạn đó, nó đi từng bước, và bạn nào nó cứ đi theo từng bước làm mình thì tự nhiên nó sẽ hoàn thiện. Các bạn có nhắm ở giờ. Cái bước số 8 là nó tiếp theo của cái bước số 7 là trình tự những cái ưu tiên làm trước, ưu tiên làm sau, giải quyết từng bước, và chúng ta bám liên tục theo cái mục tiêu đó. Còn nếu mà các bạn không làm theo đó thì các bạn sẽ rớt đài liền, và năm 2019 các bạn sẽ cũng không đạt được. Vừa rồi mình nói cái ví dụ các bạn, ok chưa ha? Các bạn hình dung ra rồi chưa ha? Bước số 9 là xây dựng kế hoạch hành động. Bước số 9 là chúng ta xây dựng kế hoạch hành động. Cái kế hoạch đó, các bạn thấy, chúng ta đặt hồi nãy chúng ta đặt mục tiêu của năm 2019 mà, là chúng ta chia nó thành 4 quý, mỗi quý là 3 tháng, đồng ý không ạ? Thì quý 1, quý 2, quý 3, quý 4, từng bước nó là gì? Và trong từng quý thì chúng ta có 3 tháng, thì mỗi tháng chúng ta đạt được cái khối lượng công việc đó như thế nào? Các bạn hình dung nè, một cái mục tiêu từ đây để cho tới đây nó dài, nó như vậy. Thì chúng ta phải chia từng cái công đoạn ra, các bạn hiểu chưa? Chia từng cái công đoạn ra. Quý 1 chúng ta làm đoạn này, quý 2 chúng ta làm đoạn này, quý 3 chúng ta làm đoạn này, quý 4 chúng ta làm đoạn này, các bạn hiểu chưa? Rồi trong quý 1 chúng ta làm đoạn này thì chúng ta lại chia nhỏ ra. Ý ở đây là xây dựng cái hành động nó là như vậy đó. Tức là xây dựng cái hành động theo từng tháng luôn, và từng tháng thì chúng ta biến nó thành từng tuần, và từng tuần chúng ta biến nó thành từng ngày. Và chừng cuối cùng chúng ta biết chính xác được rằng là mỗi ngày chúng ta phải làm cái gì. Hình dung chưa? Bạn hình dung ra cái này chưa? Chừng cuối cùng chúng ta ra được chính xác là mỗi ngày chúng ta cần làm cái gì. Điều này rất là quan trọng. Nên là cái này là mình nói là biến cái kế hoạch đó thành, biến những cái bản kế hoạch đó thành kế hoạch hành động.
Các bạn phải nhớ ra được cái điều này thì các bạn mới làm được. Còn không, không bao giờ các bạn đạt được đâu. À. Rồi, bước số 10 là chọn những cái công việc và nhiệm vụ hàng đầu nhất trong một ngày đó. Các bạn đã ra cái hạch ngày rồi, biết rồi. Thì bước số 10 là chọn những cái công việc ưu tiên và nhiệm vụ hàng đầu nhất trong ngày. À. Đôi khi là một ngày các bạn có tới 10 công việc thì đôi khi các bạn không có giải quyết hết. Nhưng nếu cái người khôn ngoan thì họ biết cái cách làm gì à? Là họ chọn những cái ưu tiên trong ngày đó phải làm trước, những cái quan trọng phải làm trước. Mà để làm được việc điều này thì các bạn chỉ cần hỏi cho bạn một cái câu hỏi nó như vậy thôi. Các bạn chỉ cần nói rằng là à, nếu ngày hôm nay tôi không có đủ thời gian và một việc mà quan trọng nhất tôi cần phải làm đó là việc gì, thì bạn biết đó là cái bản cái thân này là cái gì nó quan trọng nhất. À, nếu ngày hôm nay chúng ta cần làm việc, chúng ta chỉ có đủ thời gian để làm việc với một khách hàng thôi, thì khách hàng quan trọng nhất đó là khách hàng nào? Các bạn đặt cho mình những câu hỏi đó là tự nhiên các bạn biết là ai là người quan trọng mà chúng ta cần phải gặp ngày hôm nay, công việc nào mà quan trọng chúng ta cần gặp cho mình ngày hôm nay. Các bạn nắm được cái bước số 10 ha. À, hồi nãy giờ mình chia sẻ các bạn thấy tuyệt vời không ạ? À, các bạn có nắm rõ ràng chưa? Rồi, bước thứ 11, tập cho mình thói quen tự giác và kỷ luật. À, cái bước đây là phải nói là cái bước mà phần lớn mọi người họ bị rớt ngay cái bước này. Họ có kiến thức rồi, họ có kỹ năng rồi, họ có mục tiêu rồi. À, chào bạn Nguyễn Văn Hải, tuyệt vời bạn Hải ơi. À, họ có kiến thức rồi, kỹ năng rồi, mục tiêu rồi. Họ rất là giỏi rồi, cái gì họ cũng biết rồi, nhưng mà họ cũng sẽ không đạt được nếu họ không tự giác và không kỷ luật. Cái tự giác và kỷ luật đó nó sẽ giúp biến các bạn mọi thứ nó thành thói quen. Nó sẽ giúp cho bạn biến cái gì ạ? Nó giúp cho bạn biến cái gì ạ? Cái mà bạn thấy khó thành dễ. À, bạn nhận ra điều này chưa? Khi mà bạn chưa biết lái xe thì bạn thấy cái việc lái xe nó rất là khó đối với bạn, đồng ý. Nhưng mà bạn tập, bạn tự giác và bạn cứ luôn bạn tập, bạn luyện nó mỗi ngày cho tới cái lúc mà cái điều đó nó trở thành thói quen thì cái việc lái xe nó dễ dàng đối với các bạn. Nếu mà bạn chưa viết sách thì cái kỹ năng viết sách nó rất là khó bạn. Nhưng mà bạn luyện viết sách mỗi ngày, thì tới một ngày cái việc viết sách với bạn nó rất là dễ. Các bạn thấy không? Với mình bây giờ là viết sách với mình nó rất là dễ. Và mình sẽ ra những quyển sách tiếp theo năm 2019. Các bạn sẽ thấy mình xuất bản thêm 2 quyển sách nữa. Tại vì cái việc viết sách với mình bây giờ nó quá dễ. Các bạn thấy chưa? Một cái người cầu thủ á, các bạn thấy chưa? Cái trái banh á, họ đá một cái nó cực kỳ dễ. Nhưng mà để đạt được cái dễ đó, họ luyện nó mỗi ngày. Để luyện được mỗi ngày thì chúng ta phải có tính tự giác và kỷ luật rất là cao. Nó là cái bước 11 là cực kỳ quan trọng. Quan trọng vô cùng. Nếu bạn không xây dựng và không làm được bước 11 gần như là bạn fail. À, đồng ý kiến thức, kỹ năng, nguồn lực, mọi thứ có sẵn hết. Nên mấu chốt nó nằm ở cái bước 11 là phải tự giác và rất là kỷ luật để biến mọi thứ nó thành gì ạ? Nó thành hiện thực. Bước số 12 là các bạn trực quan hóa mục tiêu nó thành hình ảnh. À, mình ví dụ ha. Bạn đặt 3 mục tiêu trong năm 2012. À, năm 2019 qua đây, năm 2019 bạn đặt 3-1 mục tiêu thì bạn biến cái mục tiêu nó thành hình ảnh. Ví dụ như là mình đặt 3 mục tiêu trong năm 2019 là mình viết 2 quyển sách đó thì mình vẽ nó một cái hình chữ S này, ví dụ vậy. Thì tới tháng 12 năm 2019 thì mình 2 quyển sách cái bắt đầu mình như thế nào à? Mình vẽ hình 2 cái quyển sách của mình ra. Mình trực quan hóa, mình đưa ra cái hình ảnh mà. À, năm 2019 là mình sẽ đi 2 nước mới, ví dụ vậy, ở châu Âu, ví dụ vậy. Châu Mỹ đúng vậy, thì mình dự định đi 2 nước nào thì mình phải cắt hình của 2 đất nước đó mình để vô, mình gắn vô. À, năm 2019 mình sẽ tổ chức cái lớp doanh nghiệp triệu đô, để chỉ cho các bạn cái cách làm sao xây dựng doanh nghiệp để chúng ta nó đạt triệu đô. Thì các bạn cũng
vẽ hình ảnh cái lớp khoảng 80 người, các bạn ghi hình ảnh đó vào trong lớp đó, các bạn hình dung chưa? Tức là chúng ta trực quan hóa, chúng ta hình dung hóa mọi thứ nó lên bằng một cái hình ảnh, và các bạn phải nhìn cái hình ảnh đó. Vì cái tiềm thức của con người nó rất là dễ lưu nhớ, nó rất là dễ hình dung, nó rất là hiểu khi bạn đưa nó thành hình ảnh. À, tuyệt vời không các bạn ơi? Rất là tuyệt vời. À, vừa rồi mình chia sẻ bạn 12 bước thiết lập mục tiêu, và sáng mai mình cũng sẽ chia sẻ cho bạn tiếp. Những ngày cuối năm này mình sẽ chia sẻ bạn những cái kiến thức để các bạn có một chiến lược cho năm 2019 tuyệt vời. Nên các bạn cần phải theo dõi cái video này, và để theo dõi video này tốt thì các bạn như thế nào? Các bạn comment vào, các bạn bấm vào cái theo dõi, thì khi mình live stream thì nó mới bung lên cho các bạn. Các bạn bên YouTube, ngoài cái việc mà các bạn bấm vào đăng ký thì các bạn bấm vào cái chuông nữa. Còn bên Facebook thì các bạn bấm vào, khi mà các bạn thấy cái nút nó gắn theo dõi thì các bạn phải bấm vào thì nó mới ra được. Ngày hôm nay chút xíu nữa thôi mình sẽ lên lớp, mình đứng lớp làm chủ doanh nghiệp. Lớp làm chủ doanh nghiệp cho 2 ngày, khóa 158 cho 2 ngày. Các bạn thấy ngày tự nghỉ, ngày lễ, ngày Tết gì mình cũng đứng mình chia sẻ hết. Sắp tới thì mình sẽ triển khai cái lớp là chiến lược kinh doanh bán hàng Tết. Vừa rồi mình đã khai giảng cái khóa 1 rồi, hơn 50 bạn học, và các bạn học các bạn vỡ ra rất là nhiều điều cho chiến lược bán hàng Tết. Sắp tới mình khai giảng cái lớp chiến lược bán hàng Tết khóa 2, và các bạn đăng ký ngay bây giờ, học phí là 500.000. Mình sẽ chia sẻ live stream, học qua live stream nó như vậy nè, ở trong một cái group kín, và tất cả các bạn trên khắp mọi miền đất nước đều học này. Và nhân dịp Tết thì các bạn sẽ có tiền, các bạn sẽ có có những bạn mình thấy là trong cái lớp vừa rồi á, là doanh thu của Tết này có thể là bạn đạt cả tỷ bạc là chuyện bình thường đó, trong 3 tuần ngày Tết thôi, trong cái group 1. Và chúng ta học cái đó là chúng ta có cơ hội gì? Chúng ta có cơ hội như vừa rồi group 1 là các bạn có cơ hội là tương tác quen với 50 mấy bạn đó trong cái group 1 đó, và chúng ta có dịp chúng ta chia sẻ hàng hóa cho nhau trong group 1. Mình thấy các bạn giao lưu tình cảm lắm, ok chưa? Nên các bạn nào đăng ký thì các bạn add vào cái Zalo 0937939598, và các bạn nói các bạn hoàn thành thủ tục thì cái lớp 1 đó chúng ta sẽ cái khóa số 2 đó chúng ta sẽ học vào tối thứ ba tuần tối thứ ba này nè, là ngày rớt vào ngày mùng 1 đó, tối thứ ba, tối thứ tư đó, ok không? Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bạn Minh Anh là đang ở trong group 1, đúng rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chúc các bạn những ngày cuối năm rất là ý nghĩa, và nhớ ngay chút xíu nữa là bạn hãy đi ra một cái chỗ nào đó yên tĩnh, và như thế nào và hãy gì hãy làm cái bản kế hoạch mục tiêu trong năm 2019 liền. Chào bạn Hoàng Phúc, livestream đã kết thúc rồi em. Bye bye các bạn, chúc các bạn một những ngày cuối tuần ý nghĩa. Bye.